Xin chào các bạn, chúc các bạn vui vẻ, bình an, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang tuần mới gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021, giúp cho các bạn nắm bắt được vận trình của mình và cải biến tốt hơn. 1. Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021, cho thấy người tuổi Tý sẽ có một ngày khởi đầu tuần mới với chút ít rắc rối do phải chịu tác động của tỷ kiên. Tuy nhiên, nếu vượt qua được những điều này thì thời điểm sau đó chính là lúc bạn phát huy điểm mạnh của mình. Chính ấn và chính quan chiếu mệnh chứng tỏ bạn sẽ được cất nhắc. Theo tử vi tuần mới cho thấy, về vấn đề tài chính của người tuổi Tý cũng khá tốt, đặc biệt là vào thời điểm cuối tuần. Chính tài và thiên tài phù trợ sẽ giúp con giáp này nhận được khoản thu nhập chính đáng tương xứng với công sức bạn đã bỏ ra. Đây chính là nguồn cổ vũ lớn lao cho bạn. Song tiểu hao khuyên người tuổi Tý làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu, nếu không, dù có dư giả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu. Về đường tình duyên của người tuổi Tý trong tuần này sẽ gặp phải nhiều điều không như ý muốn. Những người đã lập gia đình dễ tranh cãi với nửa kia vì những quan điểm không thống nhất. Dù có nóng nảy đến mấy, bạn cũng không nên nói những lời gây tổn thương người ấy. 2. Tử vi tuần mới của tuổi Sửu từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này cho thấy, trong tuần người tuổi Sửu nên tránh va chạm với những người có chức có quyền. Nếu không, dưới sức ảnh hưởng của thiên quan và thương quan, bạn rất dễ sẽ vướng phải rắc rối. Hãy nhìn nhận lại quan điểm của bản thân trước khi nêu ý kiến, có thể chính bạn mới là người đang mắc sai lầm hoặc quá cố chấp trên một vấn đề nào đó. Tuy nhiên, trong tuần này may mắn lại đến với người làm đầu tư, kinh doanh. Người tuổi Sửu sẽ có cơ hội bứt phá vào thời điểm này. Chính tài, thiên tài và thực thần cho thấy bạn có thể tìm được cơ hội để khẳng định bản thân vào giữa tuần. Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu có nhiều điểm sáng vào thời điểm đầu tuần và giữa tuần. Bạn có nhiều cơ hội để làm quen với những đối tượng triển vọng. Hãy mở lòng mình hơn để đôi bên có thể tìm hiểu kỹ hơn về nhau, từ đó đưa ra những quyết định chính xác. Ngũ quỷ chiếu mệnh cũng cảnh báo con giáp này hãy cẩn thận với những kẻ có ý đồ tiếp cận mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn, khiến công việc gặp nhiều rắc rối. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến vấn đề sức khỏe. 3. Tử vi tuần mới của tuổi Dần từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Xem tử vi tuần mới, đầu tuần người tuổi Dần sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn do có tỷ kiên và kiếp tài tác oai tác quái. Con giáp này có thể vướng phải rắc rối do đồng nghiệp hoặc bạn bè gây ra. Hãy bình tĩnh để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất chứ không nên nóng nảy, phản kháng quá mạnh mẽ hoặc theo cách tiêu cực, gây ấn tượng xấu cho người khác. Nếu không ngừng cố gắng thì thời điểm cuối tuần chính là lúc bạn lấy lại được lòng tin của mọi người. Chính ấn và chính quan cho thấy cấp trên sẽ có cái nhìn đúng đắn về bạn, bạn sẽ không rơi vào cảnh bị kẻ xấu hãm hại. Về đường tình duyên, người đã lập gia đình có thể phải đối diện với rắc rối do đôi bên không ai chịu nhường ai, ai cũng khăng khăng với quan điểm của cá nhân mình. Cả hai đều cần phải học cách đặt mình vào vị trí của người khác, không nên bắt người khác luôn luôn phải nghe theo ý mình. Tuần này thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân tuổi Dần phát triển theo chiều hướng khá tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, thậm chí nhận ra ai là người luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn. 4. Tử vi tuần mới của tuổi Mão từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết, tuần này thực thần chiếu mệnh, thời điểm đầu tuần là thời điểm người tuổi Mão có vận may về tài lộc. Nhất là với những ai đang làm nghề tự do. Bạn có thể tìm được những công việc hoặc hợp đồng béo bở, giúp phần cải thiện kinh tế trong thời buổi khó khăn này. Tử vi 12 con giáp trong tuần mới này cho thấy, đối với những người làm công ăn lương, bạn cần chú ý hơn trong cách cư xử, không nên chủ động gây hấn với đồng nghiệp hoặc bạn bè xung quanh. Nếu có quan điểm bất đồng, đôi bên phải giải quyết một cách thiện chí chứ không nên tranh cãi căng thẳng. Sao dịch mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, con giáp này càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tuổi Mão thường hay khép mình,
không chịu mở rộng lòng với những ai có ý định tiếp cận mình. Bạn cho rằng những người đến với mình thường không chân thành, và cho dù có tiến xa hơn thì cũng không đi tới đâu. Thời điểm này, bạn không thích hợp yêu đương, tuy nhiên bạn cần phải dần thay đổi những suy nghĩ bi quan của mình. 5. Tử vi tuần mới của tuổi Thìn từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Tử vi hàng tuần nhận thấy, vào thời điểm đầu tuần, do có chính quan phù trợ mà người tuổi Thìn có thể tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình. Bản mệnh hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của bản thân, bởi có thể những quan điểm của bạn sẽ góp phần giúp công ty lớn mạnh hơn và bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, dù có đạt được thành tích xuất sắc đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không nên quá tự tin, thậm chí là kiêu ngạo với khả năng của mình. Nếu không, thương quan và tỷ kiên chính là dấu hiệu bạn dễ rơi vào cảnh tranh đấu, thậm chí là xa cơ lỡ vận. Tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng, các vấn đề tài chính của người tuổi Thìn có nhiều điểm sáng vào thời điểm đầu tuần và giữa tuần do có thiên tài và chính tài chiếu mệnh. Bạn có thể tìm được hướng đi mới cho bản thân, rút tiền vào túi một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn nhiều. Tuần mới này có sao Thái Dương chiếu mệnh, cho thấy người độc thân tuổi Thìn vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. 6. Tử vi tuần mới của tuổi Tỵ từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Trong tuần mới này, chính tài và thực thần chính là điểm sáng giúp người tuổi Tỵ làm ăn tốt vào thời điểm đầu tuần. Bạn có thể được thừa hưởng hoặc được thưởng một khoản đáng kể, giúp bạn có thể tự tin bắt tay vào mọi kế hoạch đặt ra từ trước đó và gặt hái được thành công. Tuy nhiên những người làm công ăn lương nên chú ý cách cư xử không chỉ với cấp trên mà cả với những người cấp dưới của mình. Bạn không nên nóng nảy, nói năng thiếu suy nghĩ, gây phản cảm cho người nghe. Dù lời góp ý của bạn xuất phát từ những ý định tốt đi chăng nữa thì phương thức biểu đạt cũng phải tốt mới mong đạt được hiệu quả cao. Thái Tuế khuyên người tuổi Tỵ nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà. Trước khi rời nhà, bạn nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân phù hợp, đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu. Về phương diện tình cảm, tuần này người tuổi Tỵ gặp nhiều khởi sắc trong chuyện tình cảm vào thời điểm giữa tuần. Bạn và nửa kia dần học được cách lắng nghe và thấu hiểu cho nhau. Hai người không còn mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt, đồng thời luôn thảo luận với nhau trước khi tiến hành những công to việc lớn. 7. Tử vi tuần mới của tuổi Mão từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, trong tuần dù có thiên tài và thực thần chiếu mệnh nhưng người tuổi Ngọ vẫn cần phải cẩn trọng trong chuyện làm ăn. Bạn cần biết thế nào là đủ để dừng lại đúng lúc, không nên quá tham lam, thậm chí là muốn chiếm cả những thứ không phải là của mình. Trong công việc con giáp này cần phải đặc biệt chú ý cách cư xử. Kiếp tài và tỷ kiên mang lại cho bạn những tác động xấu, khiến bạn dễ xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp, thậm chí gây ấn tượng xấu với những người còn chưa hiểu rõ về mình. Về đường tình duyên người tuổi Ngọ sẽ gặp phải một vài va vấp vào thời điểm đầu tuần, thế nhưng đến giữa tuần, bạn sẽ dần tìm được cách giải quyết thích hợp cho mọi vấn đề. Vợ chồng bắt đầu biết quan tâm và chia sẻ với nhau nhiều hơn, cùng chung tay vượt qua khó khăn trước mắt. Trong tuần có sao Bách Việt chiếu mệnh, chủ đào hoa cho thấy người tuổi Ngọ vốn có những nét hấp dẫn rất riêng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bạn trở nên dễ dãi, chấp nhận tất cả mọi người có ý định tiếp cận. Bạn phải tinh tường nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình. 8. Tử vi tuần mới của tuổi Mùi từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Theo tử vi tuần mới này, người tuổi Mùi cần phải hết sức cẩn trọng trong công việc vào thời điểm này, bởi bạn sẽ phải chịu nhiều tác động xấu do thiên quan và thương quan đem lại. Bạn không nên nóng nảy tranh cãi với mọi người mà trước nhất cần nhìn nhận lại bản thân xem những điều mình đang làm có thực sự chính xác. Tuy nhiên, trong tuần này người làm ăn vẫn có cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân mình. Bạn tìm được những mối làm ăn khá, dù có thể không mang lại lợi lộc ngay lập tức nhưng sẽ có nhiều hứa hẹn trong tương lai. Hãy cố gắng thực hiện đúng kế hoạch đã vạch ra. Sao Thiên Cầu chiếu mệnh chỉ ra rằng tuần này người tuổi Mùi dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Trong chuyện tình duyên thì tuần này có cả những niềm vui và nỗi buồn đến với bản mệnh, vì thế mà bạn cần phải ổn định cảm xúc của mình. Dù vợ chồng có gặp trục trặc cũng không nên bi quan, thậm chí là nghi ngờ nửa kia của mình. Hãy dần dần giải quyết rắc rối bằng cách trò chuyện và thấu hiểu nhau.
9. Tử vi tuần mới của tuổi Thân từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Thời điểm đầu tuần, người tuổi Thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người làm lãnh đạo. Thậm chí bạn có cơ hội được cất nhắc và có những bước tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Về mặt tài chính, bạn có thể sẽ phải tốn tiền để khắc phục những sai lầm do sự bất cẩn trước đó gây nên. Đó chính là một trong những bài học đắt giá bạn cần phải rút ra để tránh mắc phải trong tương lai. Bạn không nên trách móc bản thân quá nhiều, quan trọng là cần nghĩ cách giải quyết vấn đề. Nhờ có sao Thiên Đức phù trợ nên đến tận cuối tuần, bạn mới gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những sai lầm vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Trong chuyện tình cảm, con giáp này là người sĩ diện, không muốn xuống nước với người ấy khi đôi bên xảy ra chiến tranh lạnh. Nhưng hãy thử nghĩ lại xem, tình cảm của đôi bên quan trọng hơn hay sĩ diện của bạn quan trọng hơn? Vợ chồng không nên tính chuyện hơn thua nhau, vì làm vậy chẳng mang lại lợi ích gì. 10. Tử vi tuần mới của tuổi Dậu từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Tử vi tuần mới 12 con giáp chỉ rõ, thiên ấn và chính quan chiếu mệnh, người tuổi Dậu cần nắm chắc cơ hội trước mắt để khẳng định vị thế của mình. Bạn là con giáp có năng lực, hãy tin tưởng hơn vào bản thân và đừng chần chừ, do dự nếu có ai đó giao trọng trách cho bạn. Bạn hoàn toàn có thể gặt hái được thành công nếu biết chú tâm cho sự nghiệp. Tình hình tài chính của người tuổi Dậu trong tuần này cũng không có nhiều biến động. Bạn cần phải có cách chi tiêu khoa học, không nên mua bán quá nhiều thứ không cần thiết chỉ vì hứng thú nhất thời. Hãy để dành tiền cho những điều cần thiết hơn. Trong tuần gặp Bạch Hổ là hung tinh chiếu mệnh mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Vào thời điểm cuối tuần, chuyện tình cảm của người tuổi Dậu có nhiều khởi sắc. Bạn có thể gặp được một vài đối tượng thật lòng với mình. Hãy chủ động hơn khi bắt chuyện với người ấy, có thể đó chính là nửa kia tương lai của bạn thì sao? 11. Tử vi tuần mới của tuổi Tuất từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Tuần mới này cho thấy, đây là thời gian khá khó khăn đối với người tuổi Tuất, đặc biệt là vào thời điểm cuối tuần. Do chịu tác động của thương quan và tỷ kiên, con giáp này dễ phải giải quyết những rắc rối do kẻ tiểu nhân gây ra. Đừng quá nóng nảy và hành động nông nổi, hãy bình tĩnh và chia sẻ với mọi người xung quanh để tìm cách ứng phó thích hợp. Tuy nhiên, sao tử vi vẫn mang lại ít nhiều may mắn cho người tuổi tuổi Tuất. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, không đầu hàng nghịch cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới. Tuần mới này cơ hội làm ăn có thể đến với bản mệnh vào thời điểm đầu tuần. Bản mệnh hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, bởi nếu lựa chọn chính xác, bạn có thể được tiếp xúc với những mối làm ăn đầy triển vọng. Chuyện tình duyên của con giáp này cũng gặp phải ít nhiều biến động, nhưng về tổng thể thì vẫn là khá tốt. Bạn cần điều chỉnh tâm trạng của mình, không nên có những cảm xúc quá tiêu cực, bởi mọi chuyện đều có cách của nó, bạn sẽ chẳng bao giờ rơi vào bước đường cùng đâu. 12. Tử vi tuần mới của tuổi Hợi từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Theo tử vi ngày tuần mới, người tuổi Hợi sẽ gặp phải một vài rắc rối trong công việc do có kiếp tài ảnh hưởng. Tuy nhiên nếu bình tĩnh tìm ra phương pháp phù hợp, bạn có thể biến đó thành cơ hội thể hiện bản thân. Thiên ấn và chính ấn cho thấy đó chính là cách để bạn gây ấn tượng tốt đẹp cho cấp trên và đồng nghiệp. Thiên quan cũng khuyên người tuổi Hợi nên giữ khoảng cách với những người quyền cao chức trọng trong chính quyền. Khi tranh luận, bạn cần biết dừng lại đúng lúc để vừa chứng tỏ được quan điểm của bản thân nhưng cũng không đắc tội với người khác. Về mặt tiền bạc, đại hao xuất hiện lại cho thấy con giáp này cần có cách chi tiêu hợp lý. Không nên ỷ vào việc mình ăn nên làm ra để tiêu xài phung phí. Bạn không nên vung tiền để bằng được người này người khác, mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai. Về phương diện tình cảm, chuyện tình cảm của người tuổi Hợi gặp khá nhiều rắc rối cần phải giải quyết ngay, bởi thời gian không phải liều thuốc cho mọi chuyện. Có nhiều khi bạn phải là người chủ động nhận sai, đừng mãi cứng đầu vì như vậy chỉ khiến cho tất cả càng thêm bế tắc. Trên đây là tử vi tuần mới từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 của bạn. Mong rằng với những dự báo này sẽ giúp bạn chuẩn bị hành trang đón tuần mới được tốt nhất.